Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một giò hoàng phi hạt. Và cây này thì cây đang nụ cho cô chú rất là nhiều nụ luôn. Bên con kích hoa ra rất là nhiều nụ ha. Đó. Mặt hoa cực kỳ đẹp cho cô chú và nó có hương thơm nhẹ. Và cái giò này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 1 triệu chẳng nha cô chú. Cô chú mình thích giò tác phẩm, giò đẹp á thì mình mua về sưu tầm ha. Đây là hoàng phi hạt rừng nha cô chú. Bên con trồng thuần là rất là đẹp luôn rồi. Đó. Và cô chú mình nhìn cái nụ nè. Không biết bao nhiêu nụ, nó tầm khoảng hai mấy 30 cái nụ nha cô chú. Và cái bờ hoa thì rất là đẹp luôn. Đây là hoàng phi hạt rừng nha cô chú. Cái nở một chùm lên thì cảm thấy rất là đã ha. Đây là hoàng phi hạt và hoa nó có hương thơm. Và cái mặt hoa này do nó chưa lên màu đâu cô chú. Chứ nó lên màu thì nó sẽ cái lưỡi nè, nó vàng rực luôn, rất là đẹp. Đây là hoàng phi hạt rừng. Và nguyên cái giò này thì bên cái hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 1 triệu chẳng nha cô chú. Đó. Cô chú mình nhìn ở gốc nè, đã đang lên là tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5, nó tầm khoảng 5-6 mầm trở lên á. Và rễ cũng đã bắt đầu đang xì rễ ra rất là khỏe cô chú. Và cái hàng này là hàng trồng thuần á. Ở trên thân thì nó có một số thân già đã bắt đầu lên kia nè. Đây mình về mình tách ra mình trồng là được. Đang đi ngọn rất là lực luôn rồi chú. Đây là hoàng phi hạt rừng ha. Nói chung là cây này mà cô chú mình muốn mua về mình trồng tác phẩm á, để mình sưu tầm á, thì mình lấy cái giò này. Và kích thước một số mầm đang rất là tốt của chú, nó đang rất là khỏe luôn á. Nó tầm 40 cm nè cô chú nhìn nè, rất là lực luôn á. Đó, rất là lực luôn nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Và cái thân dài nhất đã đứng ngọn là tầm khoảng cỡ hơn 60. Một số thân ngắn ở trung bình là tầm khoảng từ 30 cm trở lên ha. Đây là hoàng phi hạt rừng. Giò này thì bên cửa hàng bên con đang có rất là nhiều nụ nha cô chú. Và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra 1 triệu chẳng ha. Ở đây đang có một số kỳ đang xuống rễ nè cô chú. Và kèm theo đang có nụ nè ha. Cái này có thể sẽ ra nụ luôn cô chú. Nè cái này nụ nè. Nói chung là nó đang có nụ và có kỳ rất là nhiều. Và một số nụ là chuẩn bị bung nè. Đây là hoàng phi hạt rừng. Và cái giò này là mình mua về mình trồng tác phẩm hợp lý luôn ha. Giá tiền của nó là 1 triệu chẳng nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Bên cái hàng bên con chỉ đúng duy nhất là một giò thôi. Cô chú mình thích á thì mình cứ nhanh tay sưu tầm về mình trồng ha. Đây. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Còn địa chỉ thì nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An ha. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.